Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ dạy tiếp các bạn phần mềm Trombone 21, là cái phần mềm mà tạo phim hoạt hình. Hiện nay thì có rất nhiều cái cách mà chúng ta kiếm tiền trên kênh YouTube. Thì nó vô vàn cái xu hướng kiếm tiền khác nhau. Người thì đọc truyện, người thì làm phim. Mà phim cũ của các nơi thì chắc là chúng ta không thể đua được với các kênh nổi tiếng. Đấy. Thế thì chúng ta chỉ bằng cách là chúng ta sẽ tạo những bộ phim hoạt hình theo ý tưởng của các bạn, và các bạn sẽ tạo ra các kênh riêng của các bạn. Thế thì hôm nay tôi chỉ dạy các bạn cái cách mà chúng ta có công cụ để chúng ta có thể làm được cái phần mềm riêng cho ý thích của mình. Thì trước tiên vào Trombone Harmony thì chúng ta sẽ tạo một cái nhân vật. Nhưng mà một nhân vật đó thì tôi khuyên các bạn là vì nhân vật hoạt hình chúng ta có thể sáng tạo vô vàn ý tưởng. Các bạn có thể sử dụng cái phần mềm tạo hình ảnh 2D Draw with ở đây. Đấy. Chúng ta tạo đây thì đây là một cái phần mềm mà của nước ngoài. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ lấy các nhân vật ở trong đây để chúng ta vẽ modify nó đi. Chúng ta có thể chọn những cái nhân vật mà chúng ta cảm thấy có thể vẽ được. Ví dụ như là cái người này thì chúng ta thay đổi cái mũi cho nó đi. Sau trước khi thay đổi thì các bạn nhìn biểu tượng ở đây ý. Các bạn nhớ là đào cái phần mềm này về. Đấy. Các bạn có thể tạo các mũi khác nhau. Đấy, chứ không phải cái mũi kia nữa đúng không? Đấy. Mũi đấy, cái mũi khác nhau. Để chúng ta tạo nhân vật. Ví dụ đây là một cái nhân vật trông rất là vừa mang tính chất ma quái vân vân, thì chúng ta có thể lựa chọn cái nhân vật nào đó để chúng ta ở cái nút này của các bạn nhé, là các bạn nhớ là đấy là những cái cách biến đổi thay thế các nhân vật. À, nhân vật hoạt hình chẳng hạn, nhân vật như cô ca sĩ. Đấy. Chúng ta chọn lấy một người để chúng ta có thể tạo cô này nghe nó vậy. Các bạn có thể chúng ta có thể chọn lựa chọn cho đẹp nhé. Rồi tôi chọn tôi chọn mắt của cô ta. Đây chẳng hạn, đây cũng là cái mà chúng ta có thể chọn lựa vào đây đúng không? Thì các bạn có thể thay đổi như là quần áo, váy, váy. Chúng ta chọn cái này. Chọn cái này đi cho nó hoành tráng đúng không? Rồi chúng ta chọn cái này nhé. Cái này đi sau hoặc là cái này. Rất nhiều cái đúng không? Còn có rất nhiều thứ để chúng ta có thể lựa chọn nhân vật. Sau đó chúng ta modify tạo nó thành các nhân vật hoạt hình trong cái bộ phim của chúng ta. Đấy. Tôi tìm xem là có cái nhân vật nào chân nó thẳng thì chúng ta vẽ nó tốt hơn. Đấy là một cái phần mềm mà các bạn thấy là chúng ta lười làm những cái concept đúng không? Đấy, chúng ta có thể lựa chọn rồi chúng ta chọn mặt thì chúng ta chọn cái mặt nhỏ bên kẹo. Đó. Tóc tóc thì tôi chọn tóc này ở đây nhé, tôi có thể chọn tóc.
này đúng không? Ok nha, thôi cái này cũng được. Rồi, để không làm mất công các bạn phải đợi. Tôi chọn nút ghi vào. Để trên desktop Tombow. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn lựa chọn cái thư mục và đã tạo bài 1. Rồi, tôi chọn ghi vào. Sau ghi vào đấy thì các bạn bật chương trình Tombow lên. Các bạn bật lên thì giao diện nó đã được. Giờ này đây là Tombow 21. Đó. Các bạn tạo là bài 1 hay là lesson. One. Vì phần mềm này thì nó là mềm dẻo cực kỳ luôn, nó không giống như cái phần mềm Animator thì cái mặt lúc nào nó cũng nghiêng về phía trước. Đó. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng như sau. Các bạn vào Import, các bạn chọn ảnh. Đó, các bạn chọn ảnh tại thứ này và nhấp OK. Thì chúng ta nhìn thấy là sau khi nhập ảnh thì hình ảnh chưa hiện lên. Chúng ta chú ý cái nút bóng điện ở đây chính là nút để cho chúng ta nhìn thấy. Đó. Và chúng ta vẽ theo. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Tất nhiên là cái hình ảnh mà chúng ta ghi vào ở kia nó không được nét. Tôi có thể chọn một cái con khác. Tôi xóa con này đi. Cho con khác vào. Cho con thôi, con này cũng được. Chúng ta cố gắng là vẽ cho nó giống. Sau đó thì mà tôi nhớ là ở trong phần mềm mềm này cái lúc mình ghi cho nó có option thôi, không có option thì thôi, thì chúng ta sẽ đành phải chấp nhận lấy lúc nó ghi vào nó không được nét lắm đúng không? Rồi ta chỉ cần lấy những mấy cái mà để chúng ta làm concept thôi. Thế thì đây là một tôi giới thiệu qua phần mềm Tombow 21. Các bạn chú ý là đây là phần công cụ để cho chúng ta có thể sử dụng tất cả những các công cụ, ví dụ như công cụ Select. Select Contour là select theo những cái đường cong, rồi các nút như là Vertex, vân vân. Tiếp theo là công cụ Cut, là cho chúng ta cắt đi những cái phần mà chúng ta không thích. Phần Contour Editor để cho các bạn chỉnh sửa các đường cong của nhân vật. Pencil Editor để sửa những cái mà nét bút chì. Smooth Editor để cho chúng ta có thể chỉnh sửa các vị trí editor trên nút cho nó mượt hơn. Perfect Text là cho chúng ta chỉnh sửa phối cảnh. Envelope là chúng ta biến đổi đi. Thì đây có rất là nhiều công cụ. Công cụ tiếp theo là công cụ Brush, công cụ chổi lông. Fancy Brush là công cụ dùng để chúng ta chỉnh sửa các nét chổi. Ngoài ra chúng ta còn có các công cụ như là Fancy, bút chì. Stem là con dấu. Đấy, con tẩy. Eraser tẩy. Rồi các công cụ như là Z-Angle, vẽ hình chữ nhật, Ellipse, Line, Bodyline. Phần công cụ tiếp theo là công cụ sơn, paint, ink, paint, unpaint, repaint, unpaint, stroke và có rất nhiều thứ để chúng ta làm. Rồi tiếp tục ấn nút space. Các bạn thử nhá. Ở đây tôi mô tả. Các bạn thấy là chúng ta có ấn nút nhỉ. Để cái mô tả này thì tôi muốn là để cho nó có nét bút của chúng ta nó nhỏ lại. Chúng ta có thể viết. Viết lên đây. Tôi viết trong phím tắt lên đây nhé. Cộng với mouse. Left.
là chúng ta có thể là chuyển đến là di chuyển phòng di chuyển màn hình. Đấy, người ta gọi là pan. Đó. Thì cái này là chúng ta thấy là như này. À. Đó. Rồi. Các công cụ như là zoom in, zoom out. Zoom in. Thì chúng ta bằng là zoom in. Làm phóng to thu nhỏ nhé. Phím số 1 bằng zoom out. Đó, cả lớp chú ý tất cả các bạn chú ý là những cái này là cơ bản rồi. Chúng ta ghi control cộng os thì chúng ta bằng là rotate screen. Đó. Đây là những cái phím cơ bản để các bạn có thể thao tác được. Ngoài ra thì trước khi vào thì chúng ta có thể chọn shortcut. Các bạn chọn shortcut đây, chúng ta có thể chọn bất kỳ những cái nút nào mà chúng ta cần, chúng ta có thể thay đổi hoặc là các bạn học các shortcut ở bên trong đây rồi nhanh. Đó, node view vân vân cũng rất nhiều. Rồi chúng ta có thể vào tham chiếu. Ở đây thì các bạn thấy là phần gen rồi tổng quan thì các bạn có thể chọn thấy là chúng ta sẽ 3 giây hay 3 phút, 2 phút thì nó sẽ ghi một lần. À, rồi tiếp tục chúng ta chọn chọn render thì chúng ta chọn là enable graphic card acceleration, cái này là để tăng tốc nhé, tăng tốc. Rồi phần tiếp theo phần node view thì đây là show node view ra cho chúng ta. Sau này tôi sẽ dạy các bài tiếp theo các deform thì chúng ta sẽ chọn cho nó hiện lên là cái node nó sẽ có tác dụng vào trong cái phần deform như thế nào. Phần đây thì chúng ta luôn luôn là để nguyên như vậy, chúng ta ok. Đó, đây là những cái phần mà quan trọng để chúng ta có thể di chuyển. Rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển nói thêm trong phần line time timeline của chúng ta thì có rất là nhiều layer được xếp chồng lên nhau. Cái này nó làm chúng ta có thể vẽ nhanh hơn ở trong các phần mềm khác là chúng ta phải sử dụng Photoshop, nhưng ở đây thì chúng ta không cần sử dụng Photoshop, chúng ta có thể vẽ trực tiếp lên cái phần mềm này. Đó. Thì các lớp sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao tương đương là ở trong ra ngoài, từ bên trong màn hình ra bên ngoài. Còn đây là công cụ tool property thì cái phần này là phần các công cụ thuộc tính, bảng thuộc tính. Chúng ta cần cái gì thì khi nhấp vào nó sẽ tự thay đổi. Đó, nó sẽ tự thay đổi bên kia. Chúng ta thấy là nó sẽ tự thay đổi. Vân vân. Để chúng ta có thể làm những cái kênh vân vân. À, đây là một kênh. Đây là một kênh. Vân vân. Đấy là những cái mà chúng ta có thể thấy là cái chổi của chúng ta như vậy đúng không? Rồi chúng ta có thể chọn các công cụ như là chữ vân vân để chúng ta có thể làm. Thì còn bên này là thanh ngữ tính, bên này là phần thư viện. Các bạn chú ý nhé, thư viện ở đây thì bao gồm là những phần mà chúng ta đã tạo ra và cho nó vào đây. Đó, tạo ra cho vào đây. Thế thì đã làm đến đâu thì tôi sẽ giới thiệu đến đấy. Trước tiên là tôi sẽ dạy các bạn cách vẽ một đối tượng. Và đối tượng để làm tôi xóa cái này đi, tôi xóa cái bảng này đi vì lúc nãy là tôi xóa lên trên này, bây giờ tôi sẽ nhập lại, tôi xóa cái anh này đi.
import. Ấn bật nút này lên nhé. Bây giờ trên màn hình của chúng ta là ta chọn dropping là dùng để vẽ, ta chưa có gì cả, ta chọn một nút này, ta chọn một cái lớp vẽ. Chúng ta gọi lớp vẽ này là con người. Sau khi vẽ con người rồi thì các bạn thấy nó đã hiện lên cho chúng ta để chúng ta vẽ chi tiết lên trên này, vẽ chi tiết lên trên này. Thế mà để lúc này thì tôi sẽ phân tích ra, tôi sẽ chọn nhiều cái lớp người khác nhau và các bạn chọn nhé. Ta sẽ chọn này, tôi chọn tóc, tóc sau, tóc phía sau, tóc trước. Tóc trước này, thân ta có thể cho là cổ cũng được, cổ thân thân đi. Là body đấy, rồi mặt, face, face là mặt nhé. Chúng ta đủ các bộ phận nó ra, ta gõ đủ các bộ phận ra thì các bạn thấy là mỗi một lần ta gõ bộ phận đủ ra nó như này. Rồi chúng ta thấy là body thân này, rồi đến miệng, mũi, nó rồi tiếp tục là chúng ta có vai, cẳng tay, cánh tay đã, cẳng tay, đấy, bàn tay. Đùi, chân, bàn chân. Đó. Trong phần body chúng ta có váy. Để chúng ta chỉ cần làm như thế, sau đó tí nữa là một bên kia thì chúng ta sẽ copy, tức là cái người của chúng ta chia làm đôi. Bây giờ chúng ta sẽ copy nó ra làm đôi. Đó, thì lát nữa chúng ta làm đến đâu ta sẽ copy đến đấy. Ta tạm thời để như này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái váy trước. Váy nha. Thì các bạn chú ý cho tôi, vẽ cái nào thì chúng ta sẽ nhấp 3 phím Shift Alt và Enter. Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái frame mới. Lát nữa chúng ta sẽ tăng cái frame này lên đến đây thì chúng ta có thể ấn F5. F5 là cái frame F5 nhé. Chúng ta chọn F5 rồi. Ở chúng ta sẽ vẽ cái váy trước. Để vẽ váy thì tôi chọn công cụ tên là Line Tool. Rồi. Trong cái Line Tool này thì tôi sẽ chọn chúng ta chọn Slab là để nó hút dính đối tượng vào, nó không bị hở. Ta chọn pencil, pencil chúng ta có thể chọn cỡ số 2, cỡ số 2. Cái bảng này chúng ta có thể tắt đi. Chúng ta chọn màu, color, màu sắc. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho tôi nút cộng, ví dụ như là phần vector ta cộng thì nó sẽ tạo một vector mới, ta gọi là bảng váy. Thì chúng ta nhớ là bảng váy này ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta chọn màu. Chúng ta có thể chọn màu cho nó, chúng ta chọn màu màu xanh. Đây là một màu nhé. Chúng ta chọn select, chúng ta chọn cho nó một màu màu xanh.
Xong rồi chúng ta khi chọn màu xanh rồi thì chúng ta cộng thêm màu vàng. Vàng, chúng ta chọn màu vàng. Đấy. Chọn màu cam. Tiếp theo chọn màu cam. Ta chọn như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Rồi các bạn nhìn thấy, tôi phóng to này lên. Phóng to này lên. Cái màu này của chúng ta là nó màu nó hơi hơi đen. Chúng ta có thể chọn là đấy, các bạn chú ý nhá, khi ta kéo thẳng cái này ta nhấn giữ Ctrl, ta uốn nó lên đấy. Bên này ta cũng vậy đúng không? Đó, các bạn nhìn này. Ta thu nhỏ lại, ta sửa lại này. Chưa? Rồi, ta nhấn này. Bạn thấy là vẽ nó rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo là chúng ta vẽ cả cái váy này lên đây. Các bạn chú ý nhé, tôi đang vẽ ở đây đúng không? Đó, đây là cái vòng gọi là để mà vẽ cho cái lớp váy, váy của ta layer váy này. Nó chọn. Máy hay quần áo gì đó chúng ta chọn đây. Rồi chúng ta lại tiếp tục. À, ta vẽ xong cái váy. Bây giờ chúng ta sẽ tô các màu vàng. Ví dụ như là chúng ta để tô thì chúng ta chọn đây là cái phím, chúng ta chọn cái phím tên, tên thì chúng ta sẽ chọn cho nó màu vàng. Ở chỗ này nó hở, chúng ta phóng to lên đó, xem là cái vết này nó có kín không. Chúng ta dùng ta chỉnh sửa lại cái đường line. Bên này ta cũng vậy. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ từng cái bộ phận line trong này. Các bạn nhìn thấy, chúng ta chọn phím đặt shortcut cho nó và chúng ta chọn nhanh. Ở đây chúng ta sẽ vẽ những cái phần. Bắt đầu chúng ta chọn cho nó một cái tên ở đây. Ở cái công cụ này chúng ta vào shortcut, chúng ta chọn đánh đây là tên tool.
Tên tool ta đặt vào đây là Safari. Tôi đặt ở đây vào đây là chuyến V. Ta sẽ chọn V. Và từ từ đẹo nha các bạn. Thứ là có sắp cấp. Tên tôi. Sau đó thì tôi đã chọn rồi tô tương tự đây thế đúng không các bạn? Hoặc là chúng ta không cần nó ở cái này, chúng ta có thể dùng tên ở cái này, chúng ta quét để ta cho nó nhỏ lại cái này. Đó, chúng ta cho nhỏ lại đây. Cho 4. Ta cho lên như thế không rồi ta cho phần này. Đây chúng ta sẽ chọn ta sẽ cho to là lên. Các bạn thấy là cứ 2 phút nó lại ghi vào, tự động ghi vào. Ở chỗ này này. Sau đó thì chúng ta bật cái bảng color lên. Chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có các màu vàng. Chúng ta chấm như vậy. Tô điểm cho nhân vật thôi.
ta có một cái dải xanh này các bạn. Chúng ta cho thêm một vài cái màu khác là cộng vào đây. Các bạn chọn tôm cái màu xanh này. Cái này thì chúng ta vẽ cái hình này. Bên này chúng ta vẽ họa tiết. Rồi thì cái phần đây thì các bạn vẽ cho nó màu cam, vẽ màu cam. Ta vẽ xong nhân vật ra xong thì chúng ta có thể rigging cho nó chuyển động đúng không? Đấy, thì đây là tôi đang dạy các bạn vẽ từng bộ phận. Tí ta thay màu với viền áo đi. Chúng ta có thể bạn chú ý là Turbo Memory nó tạo thành vector cho nên là rất là nét các bạn nhé, nó không nhòe. Sau này khi mà chúng ta render ra thì nó rất là nét, rất là nét. Đó. Giờ chúng ta tô vào đây. Đó, chắc chỗ này bị hở, hở chỗ nào đó thì các bạn phóng to lên các bạn thấy là xem nó bị hở thế nào không. Ta cũng cho nó lên cái phần này. Đại khái là cái đấy nó như vậy đúng không? Rồi ta sẽ chọn cái là chọn váy xong, cái phần quần xong. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần tiếp theo là tôi vẽ phần mặt. Đây là vẽ, chúng ta vẽ phần mặt. Chúng ta chọn nó màu cho khuôn mặt. Chọn màu quay chỗ này nhé. Chỗ này chúng ta chọn màu. Ở đây thì các bạn dùng công cụ Lightroom để chúng ta vẽ. Phần còn lại chúng ta chia cho tóc. Đó. Sau đó chúng ta đổ khuôn mặt này. Để chúng ta đổ khuôn mặt.
Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tóc. Tóc mà. Chúng ta chọn tóc. Tóc trước. Tóc trước thì chúng ta cho tóc cái màu của tóc. Chọn màu hơi đen ở đây. Tôi gọi là tóc trước. Lát nữa tao zip in thì nó mới dễ được các bạn nhé. Đó. Tóc chưa nhiều rồi. Đến lượt rồi tôi vẽ tóc đằng sau. Nó phải có hai loại tóc, lần trước lần sau thì nó mới dễ được các bạn nhé. Khi ta dịch kinh thì nó dễ. Xong đây là xong hai cái tóc. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần mũi. Mũi thì ta sẽ vẽ như sau. Để vẽ mũi thì các bạn miệng.
Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến mắt. Chúng ta chọn mắt bao đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ từng cái mắt ở đây. Để vẽ mắt ở đây chúng ta sẽ thêm thêm cái chúng ta ghi là mí mắt. Rồi đến con ngươi, rồi chúng ta đến lòng trắng, rồi các bạn ta bắt đầu vẽ vào lòng trắng. Chúng ta đã vẽ xong rồi thầy. Nào, lát nữa chúng ta sẽ vẽ tiếp vào cái tay và chân. Đó. Thì không có gì là khó cả. Chúng ta sẽ làm những việc sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái khuôn mặt của chúng ta nhìn ở trong này. Đó. Chúng ta nhìn ở trong này nhé. Chúng ta sẽ thấy này, mặt của chúng ta nhấp vào đây, chúng ta chọn cho tôi cái phần Z 0.0004 thì chúng ta nhìn thấy là khuôn mặt đã lên này, tóc trước nó chọn 0.0005 đó. Rồi. Tóc sau khi mà chúng ta nhấp vào đây thì chúng ta thấy là nó đã hình thành như này. Bây giờ chúng ta sẽ tóc sau. Tóc sau thì chúng ta để nguyên. Rồi đến miệng ta sẽ 0.007. Tiếp theo là chúng ta miệng rồi. Đó. Chúng ta sang phần mũi. Nhất từ sang đây chúng ta nhìn này, mũi đã lên, đúng không? Mắt đã lên,
Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái mắt của chúng ta. Mắt của chúng ta thì tôi sẽ cho mí mắt là 0.008. Tiếp theo lòng trắng. Bảy. Và con ngươi. Ngươi. Không 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 tám. Nó nhìn thấy là đây là đã xong rồi này. Các bạn thấy có dễ không? Rất là dễ đúng không? Rồi. Bài học thì nó hơi dài, bài sau tôi lại dạy tiếp nhé. Chúng ta dạy tiếp để chúng ta vẽ tiếp những cái này. Thì chúng ta nhìn thấy là chắc họ phải mất 2 hôm, mất mất hôm người ta vẽ họ đẹp. Rồi chúng ta còn vẽ tiếp cái bộ phận lông mày vân vân nữa. Thì chúng ta mỗi lần vẽ như này chúng ta thấy là combo 21 này tuyệt vời luôn. Đấy, tôi dạy, tôi nói dạy các bạn thì tôi rất chậm để chúng ta sẽ có thể vẽ những cái khác nữa. Thì video sau ta lại tiếp tục với cái hình này. Cả lớp tất cả các bạn chú ý nhé.